Sáng nay, Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị triển khai công tác tòa án năm 2022. Tham dự và chỉ đạo có ông Nguyễn Văn Dụ, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, bà Lê Cẩm Thoa, Phó trưởng ban Nội chính thành ủy, đại diện lãnh đạo Đảng ủy khối cơ quan dân chính đảng, các sở ngành thành phố. Năm 2021, Tòa án Nhân dân hai cấp thành phố Cần Thơ đã giải quyết trên 7.200 vụ việc, đạt 71,62%. Các lĩnh vực hình sự áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại tòa án, án hôn nhân và gia đình có tỷ lệ giải quyết cao. Công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được kiện toàn, cơ bản bổ sung đủ công chức lãnh đạo quản lý ở Tòa án Nhân dân hai cấp. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ tập trung triển khai thực hiện nghị quyết của Ban cán sự Đảng Tòa án Nhân dân tối cao, sắp xếp tổ chức, luân chuyển công chức theo vị trí việc làm, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ xét xử. Ông Nguyễn Văn Dụ, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao đề nghị Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ tích cực triển khai thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu cơ bản mà Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao đã đề ra, tổ chức các phiên tòa theo yêu cầu cải cách tư pháp, kiện toàn công tác chuyên môn để phục vụ công dân ngày càng tốt hơn. Dịp này, một tập thể được tặng danh hiệu cờ thi đua Tòa án Nhân dân hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác tòa án năm 2021. Một tập thể được tặng bằng khen của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao có thành tích xuất sắc trong xét xử các vụ án liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Hai cá nhân được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua Tòa án Nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ năm 2019 đến năm 2021.